cũng như quý ông bà cô bác đến đây ủng hộ dù tinh thần hay là bằng vật chất, thì Dũng Thanh cũng xin thay mặt ban tổ chức trường và một lần nữa xin cảm ơn. Sau đây xin gửi đến quý ông bà cô bác hai câu dòng cổ Trống Loạn Thăng Long Thành. Quy danh sắp tàn, đời ta na tàn. Hoàng diệu này chứ dẹp tan hồi trống loạn của pháp quân để cố thù. Danh hoàng thì có lẽ đâu giờ này ta lại xóa tên mình trên trang diện. Trời ơi, buồn đậm lệ chia ly, ta biết họ thương ta như thương một người anh ruột thịt, không đành lòng rời bỏ lúc nguy nan. Nhưng ba quân ơi, ta không còn con đường nào khác hơn là phải ra đi để bảo toàn lực lượng. Đẹp trai cũng như vậy mà ca hay.